Lần thứ hai. Ui ôi, xịn ngay, pháp bảo tím à. Nó lại là tím rồi anh em. Ui nhưng mà ba cái liền. Ui ôi, được quá nhờ. Thì hôm nay mình sẽ múc hết tất cả những cái sự kiện ở trong cái vận hội tầm bảo ấy nha. Bởi vì nó chỉ diễn ra một lần duy nhất trong cuộc đời. Thế cho nên không all in là hơi phí đấy. Một số những cái nhiệm vụ mà mình chưa làm được đó chính là khiêu chiến đấu pháp 50 lần này, tăng cấp vật cưỡi 20 lần, tăng cấp linh thú 12 lần. Wow, khiêu chiến dị thú xâm lược 6 lần, 8 lần. Ôi ôi, phúc địa thu thập đạo cụ bản thân 5 lần. Đi thử làm cái trick này xem có được hay không anh em nhá. Rồi đấy, lúc nãy là mình cũng kịp auto một chút trong lúc xem đá bóng anh em nhá. Thu thập thêm phát nữa xem nào. Quay trở lại cái nhiệm vụ. Rồi, để mình xem nó nhảy lên 4 lần hay chưa nhỉ. Ô, 4 lần rồi này. Thế thì đi thu thập luôn chứ còn cái gì nữa nhỉ. Let's go. Thu thập luôn. Thế là xong rồi đấy. Oh my god, thật là tuyệt vời. Thế thì ở đây mình sẽ làm nốt 15 lần còn lại nữa anh em nhé. Ok, đấy, đủ 15 lần luôn. Nhận thêm được 3 phát nhiệm vụ nữa anh em ơi. Thôi, ngu rồi. Mình không nhớ ra là có cái nhiệm vụ tăng cấp vật cưỡi anh em ơi. Thế này cần 20 lần nữa nhưng mà bị mắc kẹt rồi. Làm sao mà tăng bậc được mà nâng cấp. Coi như ba cái nhiệm vụ đấy là bỏ anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tăng cấp linh thú 12 lần anh em nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 12 lần đã ok nè. Cực kỳ là easy luôn. Sao, cái nhiệm vụ khiêu chiến dị thú xâm lược thì hôm nay mình sẽ có thể làm được 4 lần. Tức là 5 lần đấy. Nhưng mà ngày mai thì mình có thể làm được lần thứ 6. Kiểu như vậy anh em nhá. Ui, khiêu chiến luôn đi. Cóc cần phải đạt hạng cao. Ôi, tại sao lại 6,27 ước thế này? Lại xem nào. Ui dồi, vẫn 6,67 à? Thôi, đổi vào tinh quái tí anh em nhỉ. Đấy, ít ra nó phải có quỷ tướng chứ. Thêm vào đấy là mình sẽ đổi một số những cái thần thông liên quan đến cái việc đi vượt ải cho nó xịn sò con bò anh em nhá. Đây, mình sẽ ra trận thêm cái chói thần nè. Bây giờ đánh chắc chắn là sức sát thương gây ra sẽ cực kỳ là khủng khiếp luôn. Lúc nãy hơi lười tí, anh em thông cảm nhá. Rồi, điều chỉnh ở 3 lượt cuối cái nó khác bọt ngay anh em ơi. Và lại càng khác bọt hơn nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC thì anh em có thể tải ngay LD Player ở đường link dưới phần mô tả nhé. Việc làm nho nhỏ đấy của anh em thì giống như là đang ủng hộ mình một ly trà đá để giúp cho mình làm video đỡ khát nước bọt hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ồ, có cái nhiệm vụ chia sẻ này cực kỳ là dễ luôn này. Hi, tham gia bảng quần hùng 6 lần là được. Ồ, 8 lần là được. Ok, đi luôn đi luôn. Không có vấn đề gì cả. Hiện tại là mình đang có 6 cái rồi, đánh bừa đi. Cần gì phải thắng đâu anh em. Ui trời. Ui chà, có khi lại thắng này. Có khi lại thắng này. Ây à, ây à. Đau, 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 đau. Ui, ui. Ui, cú chưa kìa. Ồ, vẫn thắng nè. Hợp lý luôn á. 1,52 ức, ui dồi ôi. Toàn hơn ức này thì không đánh đâu. Đánh cho nó đủ số lượt thôi. Lần này là thứ 2 nha. Ui, thế đánh luôn bạn nào mà lực chiến cao cao tí cho kết thúc trận chiến sớm anh em nhỉ. Rồi, trận thứ 2. Đây, đánh bạn trên này đi. 5 ức luôn này. Ui dồi ôi, ông này nào mà nhanh vậy. Ui là trời. Hả? Ảo thật đấy. Tiếp tục. Ui dồi. Như muỗi đốt inox luôn. Anh em thấy sợ. May là hôm trước mình đã làm một cái clip là thử thách leo top 3. Trong khi mà còn có thể anh em nhá. Không thì ôi dồi ôi, hôm nay có một đánh vỡ mồm. May quá. Chính ra là vẫn còn hên anh em ạ. Đánh thêm 2 lần nữa là đủ 8 trận nè anh em nè. Rồi xong. Quay trở lại xem nhiệm vụ nào. Ngon. Đây rồi đây rồi. Tuyệt cả là vời luôn. Bây giờ mình lại phải điều chỉnh thần thông để quay trở lại đi PK nữa anh em ạ. Do là nó có những cái nhiệm vụ liên quan đến PK nữa cơ. Phú thế nhở. Mệt ghê á. Rồi cơ. Khi nào mình có dầu lên một tí cho đỡ khổ nhỉ anh em nhỉ. Gắn luôn. Giảm sát thương cuối. Tuyệt vời mặt trời. Ở đây thì lại tiếp tục là diệt tâm ma chủng ra trận thôi. Đó, tạm thời như vậy đi PK nó sẽ ổn áp hơn anh em nhé. À đúng rồi, đổi bộ tinh quái nữa chứ. Đổi sang bộ này đi. Ok, đấu pháp 9 vé đúng không? Chiến luôn xem nào. 8.600, không biết là đánh được không nên mình có 7.800 thôi. À, nhưng bạn đấy là xài ong già. Thì hy vọng rằng, ôi dồi, nhưng bạn đấy chết choáng thì chịu. Đeo kháng né thì bó tay rồi. Chịu, ôi dồi, giảm sức sát thương cuối cao thế. Chịu nha, chịu nha. Bó tay, bó tay, bó tay. Thua. Đó, xong 9 trận. Nhưng mà toàn thua là thua thôi anh em ạ. Bởi vì nhiều anh em là có tiểu long nữ quá rồi. Trong khi đó mình vẫn chưa có tiểu long nữ. Thành ra khả năng giảm sức thương cuối của mình là không có anh em. Cú thực sự luôn anh em ạ. Rồi, thôi không sao. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt lại auto một chút nha anh em. Bởi vì là mấy cái ngày sự kiện như thế này ấy, thì nó cần những cái lượt đánh đấu pháp
Thế thành ra là mình phải dừng khi thiệp khiêu chiến đầy thôi. Và bây giờ thì ấn bắt đầu nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì mình có thể là vào xả trong sự kiện tầm bảo này rồi anh em ơi. Miễn phí nè. Ok, bỏ qua hạt hành nha. Ui ôi, phải 20 cái pháp bảo mới bỏ qua hạt hành nữa cơ. Ui ôi. Thêm một lần nữa nào. Rồi, có thêm một cái pháp bảo mới. Xịn sò con bò luôn. X10 nha. Được 6 lần này. Lần thứ 2. Wow, ui ôi, ngon này. Được của lói chứ. Cũng hên đấy anh em ạ. Rồi, xịn ngay pháp bảo tím à. Thôi cũng được. Ui, mảnh cam thôi. Ui, cái này cam này. Không, nó lại là tím rồi anh em. Ui, nhưng mà ba cái liền. Ui ui. Được quá nhở. Phàm giới thế nào. Ui là trời. Đấy rồi. Cái này sẽ có thể là tăng công nè. Ui, luyện hóa luôn chứ còn gì nữa nhỉ. Hợp lý ạ. Hết. Còn lại bên này thì hết rồi. Mình sẽ tiếp tục là nhận nhiệm vụ trong này xem có cái gì nữa không này. Luyện hóa pháp bảo một lần này. Phúc duyên là khả năng có này. Ui. 2 này. 3 này. 30 phát nữa đúng không? Tiếp tục thôi. Tầm bảo nào. 1. Phát được cái gì? Không được cái gì. Ui 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 ui. Mảnh mảnh mảnh. Có thể tăng sao được anh em ơi. Rồi. Thêm một cái tím nữa. Cũng được. Cái tím nữa đúng không? À, cái này là cái lam thôi anh em ơi. Phàm giới xem nào. Cái này. Ui, nhiều thế. Chuông nhiếp hồn nè. Công và kháng đỡ. Cái này là liên kích à? Cái này thì là gì? Phản công à? U là trời. Cái này hút máu à? Hút máu thôi, bỏ cuối cùng luôn anh em nhé. Né à? Thế thì chơi cái liên kích này trước nhờ anh em nhỉ. Mà thôi, công trước đi. Cứ ưu tiên vào công trước. Luyện hóa lên ạ. Ngon này. Bây giờ là đến cái liên kích. Đấy, theo thứ tự tế cũng được. Dưới này có một cái có thể tăng sao được đúng không? Đúng rồi. Vừa thấy 50 mảnh hiện lên xong chốc. À, có một trang bị mới. Ui, ui quá. Hội tầm bảo, tiếp tục là nhận. Rồi, xịn xó con bò phúc duyên. 10 phát nữa. Tầm bảo nào. Let's go. Ui, may quá. Rồi, cái màu tím anh em ơi. Thêm, ui à. Phát nữa xem nào. Tím hay lam? Lam à? Lam biết ngay mà yêu lực cộng có 129.000. Đoán là lam rồi. Chân tiên liên kích phá giáp. Tăng luôn. Ed. U là trời. Tâm bảo lại thêm được một vài cái phúc duyên nữa rồi. Ui được có mỗi cái. Cái tưởng một vài hóa ra là một. X10. Ui cam ấy. Không tím anh em ạ. À một tím một lam bảo sao. Vẫn đang nâng dở cái này đúng không. Liên kích đúng không. Rồi. Tiếp theo thì cái gì đây. Cái kéo này nãy là cái gì. Hút máu à. Cái này là hút máu tiếp luôn. Né luôn. Chuông này. Lại hút máu. Ảo thật ấy. Kháng bạo á. Kháng né à. Kháng choáng luôn à. Cái lại kháng choáng luôn. Lại kháng liên kích. Ảo thật ấy. Thôi kháng né cái đã. Nếu như nó né thì mình liên kích cũng coi như là không được cái gì anh em ạ. Quá wow, không còn nâng nữa hả. Ơ. Cái này không nâng được. Ơ có mà. Kháng bạo. Ủa sao cái này không nâng được. Hả. Cái này nâng level 6 là. À nhầm 80 anh em ạ. Cái này có 40 thôi. Quyền đấy. Đấy để đấy đã anh em nhá. Tầm bảo. Úi dồi ôi. À hội tầm bảo lại được thêm cái phúc duyên này. Ui ngon. Tuyệt vời quá. Đây rồi. Lại thêm một cái pháp bảo lam nữa rồi. Không có cái gì. À được này. Đâu nhở? Cái lúc này đâu đây? Đang nâng dở cái này. Không phải. Ủa? Đâu rồi? Level. Đây 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 cái này. Hơi lú anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, vừa đủ để lên luôn. Tiếp tục cái này là cái gì đây? Kháng choáng à? Ui, kháng choáng cũng phải nâng thôi. Chứ biết làm sao giờ? Hết. Thế là cái pháp bảo này bắt đầu là gian nan rồi đấy anh em ơi. Nó lại trông chờ vào mấy cái nhiệm vụ kiểu như là đánh đấu pháp này anh em này. Còn một cái tăng cấp vật cưỡi thì thôi bó tay. Tăng sao pháp bảo các kiểu. Thôi. Chắc là chỉ được thêm một vài lần nữa thôi anh em ạ. Không nạp thì nó chỉ chơi vui vui hên hên xui xui như vậy thôi. Không có gì nữa. Thôi chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé.